Rồi, xin chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Kia Carens đời 2010 nha anh em, đời 2010, 7 chỗ, xe thì không có dịch vụ công tắc xe gì hết. Xe thì đã được chủ nhân lên cặp mâm đúc 17 inch rất là đẹp rồi. Đấy, xe rất là đẹp nha. Anh em mua về thì chắc chắn chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Xe thì được trang bị thắng đĩa, fan ABS đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết nha. Đấy, 7 chỗ. Máy con này thì rất là lợi xăng, chỉ có 1.6 thôi, 1.6 phun xăng điện tử 4 máy nha. Rồi thì bên em bán mức giá là 215 triệu bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Anh em mua về thì chắc chắn có việc sử dụng đi ngay thôi. Xe thì biển 76 Quảng Ngãi, được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết. 76 Quảng Ngãi anh em mua thì bên em sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Ngoài dòng xe 7 chỗ nha anh em, 7 chỗ máy rất là nhỏ, chỉ có 1.6 thôi. Rất là lợi xăng. 4 thắng đĩa, fan ABS đầy đủ hết. Chỉ niễn theo xe thì vẫn còn nguyên, chưa có hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha, chưa có hiện tượng đâm đụng ngập nước một ngày nào hết á. Xe rất là đẹp. Gia đình sử dụng tháng đến tháng 8 năm 2020. Bảo hiểm giấy tờ đầy đủ. Xe anh em mua về chỉ có việc đây thôi. Xe thì đã được trang bị đèn bi xenon trước rồi, bi rồi. Đèn bi rất là ok nha anh em. Đời rất đẹp rồi. Biển 76 Quảng Ngãi. Máy 1.6 phun xăng điện tử chạy chỉ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây thôi. Rất là lợi xăng nha. 7 chỗ nhưng mà chỉ có máy 1.6 thôi. Máy 1.6 nhưng mà anh em đừng có tưởng nó yếu nha, máy 1.6 nhưng mà nó rất là mạnh. Chạy rất là bốc. Đấy. Kéo đập máy lên máy. Đèn đốt đầy đủ hết máy rồi, anh em nghe máy này, em ru. Máy rất là êm, nổ hầu nhưng mà đứng gần không nghe tiếng máy mà. Gương kính chỉnh điện đây. Bấm nhầm nè. Gương kính chỉnh điện rất còn rất là ok. Nói chung là chức năng hoạt động tốt nha anh em. Đấy, trần nỉ đã được bọc ni lông rồi, rất là đẹp luôn. Đèn này, đầy đủ hết á. Gương này, hộp để gương. Điều hòa đầy đủ hết nè, màn hình cam lùi đầy đủ hết á. Máy lạnh đem sẽ mở mắt này. Số má rất ngọt ngào nha anh em, số má này trời cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Số rất là nhẹ nhàng nha anh em. Đấy, màn đấy đồng hồ đã lên led rồi. Cam lùi đây đầy đủ hết. Xe nói chung là ok hết, gia đình sử dụng mà. Vô lăng rất là nhẹ nha. Đời 2010, đời 20 nha anh em. Xe chạy có 10 năm thôi, nhưng mà giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 215 triệu thôi. Kia Carens. Đấy. Máy với 1.6 phun xăng điện tử nha anh em. Đấy. Cửa nèo đóng rất là êm. Cửa đóng bụp bụp vô liền. 7 chỗ nha anh em. Hai cửa gió điều hòa, có cả cửa gió điều hòa đằng sau nữa. Đấy, có cả cái gió điều hòa đằng sau nữa nè, rất là đẹp. Xe nó hơi dơ, em về mà đây để đây bụi quá chưa dơ, chứ còn xe rửa là cái mức cón luôn. Xuống đầy đủ hết á. 7 chỗ nha em, hàng ghế sau còn rất là rộng rãi nè, ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Trời nó mưa nó hơi tối, em quay nó hơi tối anh em thông cảm nha. Còn xe thì ở ngoài thì rất là đẹp rồi, anh em vào xem thì bảo đảm là thích ngay thôi. Cột kèo vẫn còn nguyên, chưa hiện tượng đâm đụng hoặc là ngập nước nha. Chỉ có 215 triệu thôi, rất là rẻ luôn nha anh em, 215 triệu thôi. Phần bệ đây. Hơi dơ anh em, em bật cái flat nó nhìn nó kỳ kỳ, nó hơi xấu tí, nhưng mà ở ngoài rất đẹp. 215 triệu nha anh em, bao vận chuyển toàn quốc. Cái này đông rất là êm. Anh em nào thì thích thì cứ vào xem xe trực tiếp sẽ biết cái độ chất, độ đẹp của con xe. Giá em bán thì có 215 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha. Mở máy lên đây. Giá chỉ có 215 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc.
Kia Carrera D20 nên máy móc rất là sạch sẽ rồi, máy móc thì rất là ok. Cầu kè thì vẫn còn nguyên, chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước nha. Máy móc đây, máy móc em ru đấy, không một lỗi nhỏ nha đấy. Máy móc là anh em đóng cabo, anh em đứng gần là anh em không nghe tiếng máy, mà máy rất là chất, còn máy chất lắm, máy có chấm xấu à. Con này thì anh em mua về chạy dịch vụ nè, rất là lợi xăng, chạy dịch vụ hoặc là đi gia đình thì rất là lợi xăng và rất là lành tính nha. Đấy, nó ít hỏng vặt lắm, nó không có như những dòng khác nó lỗi điện nhiều, còn những dòng này thì nó rất là ok, lành tính, ít hỏng vặt, giá lại hợp lý, giá chỉ có 215 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Đấy, cột kèo chỉ niễn còn nguyên, xe thì em đâm đụng, bao đâm đụng ngập nước cho anh em, ví dụ xe mà có hiện tượng đâm đụng ngập nước bên em sẽ thu lại xe và hoàn đủ số tiền còn lại cho anh em nha, nên là anh em yên tâm đi, xe bên em bán thì không có đâm đụng ngập nước đâu. Tắt cái máy đây nè. Rồi em kết thúc video tại đây nha anh em, bởi vì em nó hơi mưa. Đấy, còn xe thì nó không lỗi gì hết á, anh em nào kết thì cứ vào xem xe trực tiếp cụ thể đi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.